Tử Vi cùng cự giải tháng 7 năm 2020. Bói tử vi nói rằng công việc của cự giải có tiến triển hay không, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng, năng lực của bạn. Nếu có thể nâng cao khả năng giao tiếp, chắc chắn bạn sẽ có trong tay những cơ hội tốt. Nếu bạn đang có ý định chuyển đổi công việc thì đây là một thời điểm thuận lợi cho bạn. Về phương diện tài chính của cung cự giải trong tháng này thì khá tốt. Nhờ vào sự chăm chỉ cùng sự cố gắng hết mình trong công việc mà bạn có thể nhận được những thành tựu nhất định. Mặc dù bạn sẽ có một khoảng thời gian gặp trục trặc, nhưng đừng lo lắng quá nhiều, bởi gia đình và bạn bè thân thiết sẽ hỗ trợ bạn hết mình. Về chuyện tình cảm thì không có nhiều biến động. Những người đã có đôi thì khá hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Mọi công việc diễn ra khá là tự nhiên và tốt đẹp. Trong sau này độc thân cũng khá hài lòng với cuộc sống tự do, vấn đề tình cảm không ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Về phương diện sức khỏe thì khá ổn định trong những tuần đầu, tuy nhiên tuần cuối cùng của tháng thì sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút. Một trong những công việc bạn cần phải thực hiện để duy trì sức khỏe và vóc dáng, đó chính là luyện tập thể dục chăm chỉ và đều đặn hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem video mới nhất mỗi ngày.